Chào các bạn. Chúc các bạn một năm mới nhiều sức khỏe, bình an, sự thuận lợi cũng như sự thuận tự nhiên trong cuộc sống. Trước đây Vi có chia sẻ là Vi đã từng đi xem tử vi theo kiểu Ấn Độ. Xem tử vi kiểu Ấn Độ là xem về nghiệp của bản thân và nghiệp của gia đình và những cái chướng ngại mà do những cái nghiệp đó nó tạo ra ngăn trở và có thể có một cái hướng để gỡ bỏ nghiệp đó trong cái quá trình mà phát triển tâm linh của mình, chứ không phải là xem khi nào lấy chồng, khi nào có con, có giàu không. Thì theo tử vi của Vi thì Vi sinh ra khi mà mặt trời nằm ở cung yếu nhất. Vì mặt trời yếu vậy nên nó ảnh hưởng bằng những cái biểu hiện như là mình cảm thấy rất là thiếu tự tin, mình sợ giao tiếp, ngại gặp gỡ người khác, cảm thấy khó khăn khi mà diễn đạt bản thân, biểu hiện thành lời nói, hay sợ sệt, không có thích giao tiếp nhiều chẳng hạn. Thì khi mà mặt trời yếu như vậy á thì nó sẽ làm ảnh hưởng và triệt tiêu đi nhiều cái phương diện khác nữa. Ví dụ như nó sẽ dẫn tới những cái giống như là mình đi tìm kiếm sự công nhận từ người khác nè, mình sợ và không có dám thử thách nhiều nè, và mình rất là dễ và rớt vào trong cái vòng tiêu cực, suy nghĩ tiêu cực. Không biết có bạn nào cũng có những cái biểu hiện như vậy hay không? Nếu như có thì mình muốn chia sẻ với các bạn điều mà mình đã được hướng dẫn để thực hành làm cho mặt trời của mình được mạnh hơn. Đó là niệm Gayatri Mantra và thực hành Surya Namaskar. Gayatri Mantra là mantra niệm dành cho mặt trời. Và Surya Namaskar là chuỗi tư thế 12 động tác yoga làm thành chuỗi chào mặt trời. Sau khi đó thì mình sẽ kết hợp cả hai thứ lại, là mỗi câu mantra mình sẽ niệm và làm một động tác yoga. Và cứ như vậy thì cái thời gian một động tác sẽ dài bằng một câu chú. Hôm nay mình chia sẻ video này là bởi vì kể từ ngày hôm nay là ngày 27 tháng 1 là ngày theo như lịch của Veda là ngày mà mặt trời được sinh ra, kéo dài trong vòng 7 ngày từ ngày hôm nay trở đi. Mỗi ngày nếu như có thể các bạn hãy cố gắng thực hành càng nhiều niệm mantra càng tốt và thực hành chuỗi động tác yoga để thì nó sẽ có cái tác động làm cho mặt trời của mình được mạnh hơn. Gayatri mantra sẽ được niệm đầy đủ là như thế này. Om Bhuvasvaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Naha Prachodayat. Mình sẽ đọc chậm lại. Các bạn hãy xem cái phần ghi lời ở phía dưới để mình có thể xem nha. Cái khi nào mà viết bằng chữ R á, thì mình phải phát âm chữ R. Câu 1 là Om Bhu Bhu Bhuvasvaha Bhuvasvaha. Câu này có nghĩa là đại loại là hỡi đấng hiện diện ở trong vĩnh hằng, hiện diện ở khắp muôn nơi và là đấng có quyền năng vô cùng. Câu 2 là Tat Savitur Varenyam. Tat Savitur Varenyam. Tat Savitur Varenyam. Cái đấng mà đáng được khen ngợi và tôn vinh. Câu 3 là Bhargo Devasya Dhimahi. Bhargo Devasya Dhimahi.
Dhimahi. Câu này có nghĩa là tôi thiền định hoặc là chiêm nghiệm về cái ánh sáng thuần khiết, ánh sáng ban sự sống, ánh sáng ở bên trong. Có nghĩa là mình đang nói về ánh sáng của đấng sáng tạo, nhưng mà nó cũng là cái ánh sáng soi dẫn cho trí tuệ ở bên trong mình. Câu 4 là Dhiyo yo naha prachodayat. Dhiyo yo naha. Chữ hờ đó là giống như đọc thành chữ ha, nhưng mà cái âm hờ nhẹ thôi. Dhiyo yo naha prachodayat. Prachodayat. Câu này có nghĩa là xin hãy hướng dẫn cho trí tuệ của con, hãy hướng dẫn cho sự thiền tập của con. Surya Namaskar, chào mặt trời. Đứng cách đầu thảm một bàn chân, hai chân khép lại, hai tay thả lỏng, hít thở sâu. Chuẩn bị bắt đầu. Hít vào sâu, thở ra, hai tay chắp trước ngực. Hít vào vươn hai tay lên, duỗi dài cột sống, mở rộng ngực vai. Thở ra duỗi dài, người về trước gập sâu xuống, tay đặt cạnh chân trên sàn. Hít vào bước chân phải ra sau, hạ đầu gối, duỗi mũi chân. Nín thở chân còn lại ra sau, toàn người trên một mặt phẳng. Thở ra hạ gối, ngực trán trên sàn, mông cao. Hít vào duỗi mũi chân hạ mông, nâng đầu nâng ngực lên. Thở ra chống mũi chân, nâng hông hạ gót, duỗi dài lưng dài chân. Hít vào bước chân phải lên trước, hạ đầu gối, duỗi mũi chân nhấn hông nâng ngực. Nín thở ra chân còn lại lên trước, thả lỏng đầu. Hít vào duỗi dài, tay vươn lên cao, mở rộng ngực vai. Thở ra hạ tay.